Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại bẫy bắt chuột mới đang sử dụng phổ biến hiện nay, thay cho loại bẫy truyền thống mà chúng ta đang sử dụng trước đây. Đó là cái loại bẫy bán nguyệt này. Trước khi bắt đầu cái bẫy này thì mình cũng nói sơ qua về cái bẫy bán nguyệt tại sao mà chúng ta không dùng nữa. Thứ nhất là các bạn thấy là đây là cái bẫy làm bằng sắt, và theo thời gian thì các bạn thấy là chất lượng nó sẽ xuống như thế này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái cách sử dụng thì cái loại bẫy này nó sử dụng khá là nguy hiểm. Khi mà chúng ta sử dụng cái bẫy này thì cách đặt cái loại bẫy này và cách cái vị trí đặt để đó thì nó rất là nguy hiểm ha, cho người sử dụng và những cái người làm ở trong khu vực mà có cái bẫy này đặt nha. Và khi mà chúng ta đặt cái bẫy này thì bắt buộc chúng ta phải gác lên cái chỗ này, nó mỏng thôi nè, đây nó cực kỳ mỏng, để cho chuột ăn thì nó cái tỷ lệ sập nó cao nha. Còn nếu chúng ta bắt ở đây thì cái tỷ lệ sập nó sẽ thấp, khi mà nó ăn nó kéo cái này nó không sập xuống được nha. Đó, và khi mà chúng ta đặt cái bẫy này xong rồi thì khi mà chúng ta đặt vào cái gốc nha, đặt vào gốc thì khi chúng ta đưa vào thì nó có nguy cơ là nó sập, nó rất là nguy hiểm cho cái người sử dụng nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái loại bẫy mới. Cái loại bẫy này thì được làm bằng nhựa và nó khá chắc chắn và bền nha các bạn nha. Các bạn thử đạp, quăng, vứt vân vân thì nó vẫn vô tư nha. Và nhìn nó thì nó hơi cồng kềnh hơn cái loại kia một chút, tuy nhiên về cách sử dụng mà rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái cách đặt bẫy. Thì chúng ta chỉ cần kéo cái bẫy ra phía sau như thế này và chúng ta sẽ bấm nó xuống thì cái bẫy được đặt như thế này, các bạn thấy ha. Và khi cái bẫy được đặt xong rồi, các bạn thấy là nó dính rất là chắc ha, an toàn, nó không có sợ bị tình trạng giống như cái bẫy kia là nó sập khi mà chúng ta đặt đến những cái góc ha, đặt những cái góc thì nó sập, thì cái này nó sẽ không bị tình trạng đó và nó sẽ rất là cứng cáp ha, rất là cứng cáp như thế này. Rồi, do vậy mà khi mà bạn ấy xong rồi, bạn có thể đặt để bất kỳ chỗ nào, các bạn thấy ha, nó không bị tự động nó sập xuống nha. Đó, cho nên là nó sẽ an toàn khi mà các bạn đặt vào những cái góc chết hoặc là những cái góc gầm tủ, gầm đồ đó, thì chúng ta đặt vào đẩy vào rất là an toàn. Một cái ưu điểm thứ hai nữa của loại bẫy này là cái độ nhảy nó rất là tốt ha. Độ nhảy rất là tốt. Thì các bạn nhìn đây, khi mà chuột nó chỉ cần giẫm lên đây, nó giẫm lên đây là nó sập thôi. Do vậy mà chỉ cần một cái lực rất là nhẹ thôi nha, rất là nhẹ là bẫy này đã sập. Và cái thứ ba nữa là chúng ta chỉ cần bỏ một cái mồi rất là nhỏ vào đây và chúng ta không cần phải móc, phải mắc gì giống như cái loại bẫy kia nha. Chúng ta chỉ cần đặt một cái hạt đậu phộng, một hạt bắp hoặc là một cái thức ăn gì đó vào cái khay này thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử độ nhảy cho các bạn xem nha. Mình sẽ để đây. Đây, mình có một cái viên bi như thế này. Rồi, một cái viên bi như thế này nha. Đây, cho các bạn dễ thấy nè. Đó, mình có một viên bi như thế này và mình để nhẹ nó vào. Mình sẽ để nó vào cái lưỡi này nha, khi chuột nó giẫm lên nè. Đây, các bạn thấy ha, các bạn thấy là cái lực giật nó rất là mạnh và rất là nhạy ha, chỉ cần một cái lực nhẹ trên này thôi là nó cũng đã giúp cho chúng ta bắt được con chuột. Như vậy thì với cái bẫy này thì chúng ta có thể bắt được những cái loại như là chuột nhà hoặc là chuột cống đều được. Còn với những cái bẫy như thế này, bẫy này thì nếu mà chuột cống thì nó có thể là không dính, hoặc là nó sẽ có trường hợp là nó sẽ dính vào cái đuôi thôi nha, dính vào cái đuôi chuột. Còn cái bẫy này thì chắc chắn nó sẽ dính vào cái đầu, tại vì các bạn thấy là chân nó vừa bước lên đây ha, vừa bước lên đây thì nó đã sập rồi. Do vậy mà mình thấy là cái bẫy này thì nó sử dụng an toàn và tốt hơn rất là nhiều, và giá thành của hai loại bẫy này thì gần như là tương đương nhau nha, nó rơi vào khoảng tầm 30.000 đổ lại tùy vào cái nơi bán. Do vậy mà các bạn có thể là trang bị những cái bẫy này cho gia đình để chúng ta có thể sử dụng. Một gia đình chỉ cần một vài cái bẫy này thôi là chúng ta đã có thể giải quyết được cái tình trạng chuột của chúng ta rồi. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, và nếu các bạn cần sản phẩm này thì có thể để lại thông tin nha, bên mình sẽ có gọi điện liên lạc tư vấn và sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được cái bẫy tốt nhất. Xin chào các bạn.